ZGO xin được chào các bạn. Ngay sau khi đàm phán Pennsylvania thất bại, không quân Mỹ tiếp tục leo thang chiến tranh tàn phá miền Bắc Việt Nam với mật độ ngày càng khủng khiếp. Đồng thời, chỉ trong vài tháng, lính Mỹ chiến đấu ở miền Nam đã tăng lên xấp xỉ nửa triệu quân. Do lực lượng hai bên quá chênh lệch cả về quân số và trang bị, Hà Nội xác định rằng không thể giành thắng lợi quyết định bằng những cách đánh thông thường mà phải tìm cách đánh khác. Quan trọng nhất không phải là tìm cách tiêu diệt hết quân Mỹ, mà phải làm sao đập tan tư tưởng tiếp tục chiến tranh, khiến Mỹ bị hóc phải tự nhè miếng xương ra, làm cho quân đội Mỹ hiểu rằng không thể thắng dân tộc Việt Nam bằng vũ khí và bom đạn. Quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liên tục được tăng cường, đẩy mạnh thâm nhập vào miền Nam để chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công lớn dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 1968. Về bản chất, cuộc tổng tiến công lớn này bắt nguồn từ chiến lược có mật danh Kế hoạch X, được manh nha thậm chí trước đó ít nhất 3 năm. Đại tá Nguyễn Đức Hùng, nguyên chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn ra định, khi đó với nghệ danh là Tư Chu, ông đã từng tổ chức các trận đánh gây chấn động dư luận thế giới, tiêu biểu như trận đánh tàu sân bay USS Card cùng với 21 máy bay, trận đánh khách sạn Metropole, tòa đại sứ Mỹ, khiến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trao thưởng tới 2 triệu đô la cho ai bắt được hoặc tiêu diệt được ông. Theo thời giá lúc bấy giờ, 2 triệu đô cơ bản rất là to, 3 đời chắc chắn là ăn không hết. Đại tá Hùng về sau cho biết, ngay từ tháng 5 năm 1964, tôi được thuyên chuyển về phụ trách một đơn vị mà hồi đó gọi là F-100, biệt động của quân khu Sài Gòn Gia Định. Sau này dần dần tôi mới biết rõ, đơn vị này tổ chức ra để nhằm phục vụ cho ý đồ tập kích chiến lược. Hồi đó tôi được lệnh, mọi thứ phải chuẩn bị xong trước tháng 12 năm 1965, vì đây là thời điểm dự kiến sẽ diễn ra tổng tiến công lớn. Nhưng việc Mỹ đổ quân lên bãi biển Đà Nẵng vào tháng 3 năm 1965 đã làm trì hoãn việc thực hiện kế hoạch X. Các lực lượng lại tiếp tục chuẩn bị, chờ khi nào có thời cơ mới sẽ đánh. Tháng 6 năm 1967, Hà Nội bắt đầu chốt kế hoạch cho một chiến lược có ý nghĩa quyết định, tạo bước ngoặt cho chiến tranh. Theo đó, nếu không tranh thủ sớm thời cơ một bước, thì sang năm 1968, cách mạng miền Nam sẽ gặp bất lợi lớn khi quân đội Mỹ dưới áp lực của dư luận chính nước Mỹ buộc phải dốc toàn lực phá vỡ thế bế tắc, kết thúc chiến tranh theo cách mà Mỹ muốn. Mặt khác, năm 1968 cũng lại là một năm bản lề trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khi mà các mâu thuẫn chính trị bị đẩy lên cao điểm. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, khi Mỹ bầu cử xong và trở nên ổn định, mọi việc sẽ rất khó khăn. Ở chiều hướng ngược lại, nếu trong năm 1967 đã tổng tiến công sớm, khi mà Mỹ chưa thực hiện đủ kế hoạch 3 năm tìm diệt, thì họ chắc chắn sẽ phải đánh lớn thêm ít nhất một vài năm nữa để trả đũa. Thời điểm lịch sử chắc chắn phải rơi vào đúng lúc sức mạnh và quân số Mỹ tại miền Nam lên đến đỉnh điểm. Vì khi đang ở đỉnh của chóp mà quân đội Mỹ vẫn không thể giành thắng lợi quyết định, thậm chí còn bị giáng những đòn choáng váng, thì chắc chắn sẽ mất niềm tin trầm trọng. Không đâu khác, thời điểm đó chính là Mậu Thân 1968. Tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng gợi ý cho tổ kế hoạch: phải nghĩ khác cách đánh truyền thống mà lâu nay quân giải phóng vẫn làm thì mới có thể giành thắng lợi quyết định. Lịch sử các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới cũng như Việt Nam, theo nghệ thuật truyền thống, để kết thúc chiến tranh, thông thường một bên tham chiến phải thực hiện đòn đánh cấp chiến dịch lớn, tiêu diệt đa số lực lượng của đối phương, từ đó buộc đối phương phải chịu thua. Tuy nhiên, so sánh tương quan lực lượng với quân đội Mỹ, quân giải phóng thua kém nhiều lần cả về quân số, vũ khí trang bị, sức cơ động và tính hiện đại, nên việc đánh tiêu diệt quân viễn chinh Mỹ ở cấp chiến dịch, chiến lược là điều gần như không thể. Trong khi tổ kế hoạch còn đang đau hết cả đầu, suy nghĩ tìm cách đánh mới, thì Tổng Bí thư Lê Duẩn đã gợi ý giải pháp đánh thẳng vào sào huyệt địch ngay tại các thành phố, thị xã. Ý kiến táo bạo và đầy bất ngờ này được Quân ủy Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng rất tán thành, trở thành trọng tâm kế hoạch năm 1968, chuyển hướng tiến công chiến lược từ rừng núi, nông thôn vào đô thị, nhất là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Bộ Chính trị chốt chủ trương sử dụng cách đánh mới khác cách đánh truyền thống, đó là thay vì đánh bại toàn bộ quân đội Mỹ thì sẽ đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ bằng phương pháp tổng tiến công đồng loạt, đánh thẳng vào các trung tâm đầu não ở các thành phố, thị xã. Điều này sẽ gây bất ngờ lớn, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của địch, làm rung chuyển nước Mỹ, qua đó chứng minh cho Mỹ thấy họ chắc chắn không thể có chiến thắng cuối cùng, do đó phải tìm giải pháp rút lui trong danh dự. Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xuống rất nhiều nên phải gác lại công việc đi chữa bệnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm, vị thế to lớn trong giới lãnh đạo cấp cao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mọi quyết sách lớn vẫn phải được phê duyệt bởi Chủ tịch.
Do vậy, cuối tháng 7 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù sức khỏe yếu vẫn quyết tâm thực hiện một chuyến về nước ngắn để nghe Quân ủy Trung ương trình bày kế hoạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý nhiều điểm, trong đó có một số điểm quan trọng như sau: tranh thủ giành thắng lợi sớm nhưng phải sẵn sàng các giải pháp đánh lâu dài, nói giành thắng lợi quân sự nhưng phải chú ý đến việc giữ sức dân, phải chú ý không ngừng mở rộng chiến tranh du kích, tăng cường trang bị cho du kích. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị họp bàn về kế hoạch chiến lược Đông Xuân Hè 1967-1968, chuẩn bị trước đầy đủ các tình huống, từ khả năng quân giải phóng giành thắng lợi to lớn cho đến khả năng xấu nhất bị Mỹ tăng cường lực lượng, phản công dữ dội buộc quân giải phóng lui về thế phòng thủ bất lợi. Về mặt ngoại giao, Bộ Chính trị quan điểm phải tranh thủ cao độ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa trong tình hình Liên Xô Trung Quốc đang có chia rẽ sâu sắc, bắt buộc phải giữ quan hệ tốt với cả hai nước, tránh việc quá nghiêng về một bên sẽ làm xấu mối quan hệ với nước còn lại. Nhìn chung quan hệ đối ngoại giai đoạn này phải nói là vô cùng phức tạp và rất nhiều tình thế khó xử đối với Hà Nội. Phương án xác định tổng tiến công vào thành phố, thị xã quy mô trên toàn miền Nam kết hợp với sự nổi dậy của quân chúng tại các vùng nông thôn, chiến trường trọng điểm là Sài Gòn, Gia Định, Huế và Đà Nẵng. Hướng phối hợp chiến lược là đường 9 Khe Xanh, đó là hướng nhằm thu hút, giam chân lực lượng chủ lực của địch. Theo đó, trước Tết Mậu Thân 10 ngày, quân giải phóng sẽ nổ súng mở màn chiến dịch đường 9 Khe Xanh, buộc Mỹ phải điều lực lượng chủ lực ra Bắc đối phó, tạo điều kiện giữ bí mật, gây bất ngờ ở hướng trọng điểm. Trước năm 1967, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam có múi giờ giống với Bắc Kinh, tức là sử dụng múi giờ GMT+8. Tháng 8 năm 1967, Hà Nội đã ban hành quyết định mới sử dụng múi giờ GMT+7. Âm lịch cũng thay đổi khi tháng Chạp chỉ có 29 ngày. Miền Nam vẫn theo múi giờ GMT+8, tháng Chạp có 30 ngày giống Trung Quốc. Vì thế miền Bắc đón Tết sớm hơn, mà cụ thể là 0 giờ đêm giao thừa tại Hà Nội sẽ tương đương với 0 giờ ngày 29 tháng 1 năm 1968 dương lịch. Còn đối với miền Nam, họ sẽ đón giao thừa lúc 0 giờ ngày 30 tháng 1 năm 1968 theo lịch Sài Gòn. Nếu quy đổi ra giờ Hà Nội thì sẽ là 23 giờ ngày 29 tháng 1 năm 1968 dương lịch. Điều này có nghĩa là miền Bắc sẽ đón giao thừa trước miền Nam tới 23 giờ đồng hồ. Đây là một trong những yếu tố khá then chốt, ảnh hưởng tới diễn biến và kết quả của chiến dịch. Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã hành quân vượt Trường Sơn, vượt biển để chi viện cho chiến trường miền Nam gần 119.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tiếp viện tiền là gần 43 triệu đô la. Bên cạnh đó là khoảng 123.000 tấn vật chất do Trung Quốc chi viện quá cảnh qua cảng Sihanouk Vinh tại Campuchia. Hơn 94.000 bộ đội miền Bắc biên chế thành từng trung đoàn, sư đoàn bộ binh và các binh chủng kỹ thuật đã hành quân vào bổ sung cho các mặt trận Trị Thiên, Khu 5, Tây Nguyên và Nam Bộ, nâng tổng số quân giải phóng miền Nam lên 220.000 quân chủ lực và 57.000 quân địa phương, chưa kể dân quân, du kích và tự vệ. Để phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, quân giải phóng đã tổng động viên lực lượng lớn nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Đông. Nhiệm vụ của lực lượng này là vận chuyển vũ khí, lương thực vào nội đô cất giấu trước, sau đó là cứu thương, tải thương khi chiến sự nổ ra. Hàng trăm tấn hàng được vận chuyển từ vùng Mỏ Vẹt thuộc lãnh thổ Campuchia xuống các vùng xung quanh Sài Gòn. Phong trào hũ gạo nuôi quân cũng phát triển mạnh. Trước Tết, mỗi gia đình để sẵn 5 lon gạo đón bộ đội, sau đó cứ mỗi tuần lại quyên góp một lần. Các huyện đều thành lập đội cung cấp, chuyên lo việc huy động lương thực trong nhân dân. Mỗi xã có ban quân lương, đội cứu thương, tải thương. Các nhà đều đào sẵn hầm để nuôi giấu thương binh hoặc chôn cất vũ khí. Ở Tràng Bảng, tiêu biểu có thể kể đến gia đình bà Nguyên với bí danh là Má Bảy, đã đào hầm chôn vũ khí với một con số khủng khiếp lên tới 45 tấn tại vị trí chỉ cách đồn Mỹ khoảng 1 km. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1967, ngày cuối cùng của năm dương lịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thu thanh trước bài thơ chúc mừng năm mới có tên Toàn thắng ắt về ta, dự kiến phát vào lúc giao thừa để làm hiệu lệnh cho cuộc tổng tiến công. Đến chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc này sức khỏe đang rất yếu, vẫn nán lại căn dặn Bộ Chính trị trước khi lên đường sang Trung Quốc tiếp tục chữa bệnh. Ngoài liên lạc hàng ngày qua điện thoại, các lãnh đạo đảng vẫn thay nhau đến Bắc Kinh trực tiếp báo cáo và xin ý kiến Hồ Chủ tịch. Đầu năm 1968 dương lịch, lúc đó là giai đoạn gần Tết, quân giải phóng đã xây dựng được 19 lõm chính trị với 325 gia đình bí mật, 12 kho vũ khí lớn, 400 điểm ém quân, phần lớn ở gần các mục tiêu sẽ đánh chiếm.
Lực lượng biệt động Sài Gòn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Đức Hùng với nghệ danh là Tư Chu có khoảng 300 người, trong đó có hơn 100 tay súng khét lẹt, dày dạn kinh nghiệm, đã lên kế hoạch đánh hàng loạt cơ quan đầu não chính trị trọng yếu của Mỹ giữa lòng Sài Gòn như Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, v.v. Tối ngày 26 tháng 1 năm 1968, đã gần Tết Mậu Thân, những binh đoàn chủ lực theo kế hoạch đang bí mật áp sát các bàn đạp tiến công. Hồ Chủ tịch chỉ thị: kế hoạch phải thật tỉ mỉ, hiệp đồng phải thật ăn khớp, bí mật phải thật tuyệt đối, hành động phải thật kiên quyết và điều quan trọng nhất là cán bộ phải thật gương mẫu. Trước đó, nội bộ phía Mỹ đã có nhiều mâu thuẫn về dự đoán. Tướng Westmoreland cho rằng khả năng từ 40 đến 60% đối phương sẽ đánh trước Tết. Ngược lại, tướng Davison lại thấy khả năng 40 đến 60% đối phương sẽ đánh sau Tết. Nhưng họ đều đoán sai khi mà cuộc tổng tiến công lại nổ ra đúng vào những ngày Tết. Mặt khác, quân đội Hoa Kỳ bị thu hút vào đòn đánh nghi binh của quân giải phóng tại Khe Xanh, nơi được kỳ vọng là một thế trận Điện Biên Phủ đảo ngược theo đúng kịch bản chiến tranh quy ước kiểu Mỹ. Trong các báo cáo do điệp viên huyền thoại Phạm Xuân Ẩn chuyển về, từ cấp chỉ huy cho đến viên đại sứ Mỹ, tất cả đều tin rằng quân giải phóng không đủ sức tấn công vào các thành phố đô thị. Người Mỹ cho rằng chiến trường chính nhất định sẽ diễn ra ở Khe Xanh. Trung ương cục miền Nam còn giả vờ bị lộ lọt những tài liệu vào tay Mỹ để họ tin rằng Hà Nội sẽ đánh mạnh trên vùng giới tuyến, nhất là Khe Xanh. Chính cái từ Điện Biên Phủ xuất hiện trong tư duy của phía Mỹ mà tình báo quân giải phóng phát hiện lại là một gợi ý để tương kế tựu kế, thực hiện một trận Điện Biên Phủ giả vờ, ghim chặt Mỹ ở chiến trường rừng núi, tạo điều kiện cho đòn tấn công vào các đô thị. Nó được báo chí phương Tây đánh giá là đòn nghi binh thuộc dạng hàng khủng. Phía Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa đều không tưởng tượng được cuộc tổng tiến công lần này lại diễn ra dồn dập trên khắp miền Nam. Đây là một thất bại lớn về mặt tình báo, khi mà lực lượng tình báo Mỹ vốn được đánh giá là một trong những tổ chức có số má nhất cái hành tinh này. Học viện quân sự West Point của Mỹ đã thừa nhận tình báo quân đồng minh đã thất bại, ngang với sự thất bại của họ khi không dự báo được cuộc tiến công chớp nhoáng của người Nhật tại Trân Châu Cảng năm 1941 và trận tiến công hủy diệt của người Đức tại tỉnh Ardennes ở Pháp vào năm 1944. Mặc dù phía Mỹ phán đoán sai người, sai thời điểm, nhưng họ vẫn hiểu rằng sẽ có một cuộc tấn công rất lớn. Vì vậy, ít nhất họ vẫn đặt hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong tình trạng chiến đấu. Các cuộc ném bom của Mỹ ở vùng sát với hai tỉnh trên vẫn tiếp diễn mạnh mẽ trong những ngày Tết. Tuy nhiên, điều khiến giới quân sự phương Tây ngạc nhiên nhất đó là không hiểu Việt Cộng tổ chức cách nào mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không hề biết gì. Họ đã lén chở khí giới, đưa cán bộ vào tận Sài Gòn từ hồi nào, chôn giấu ẩn nấp ở đâu, với lượng quân số lớn đến như vậy. Chắc chắn dân chúng đã che chở, không tố cáo họ với chính quyền. Khách quan mà nói, ai nhìn lại cũng hiểu rằng, tuy không phải 100%, nhưng chắc hẳn là đại đa số, hoặc ít nhất cũng là rất nhiều người dân miền Nam đang ủng hộ cho những người cộng sản. Phía quân giải phóng thành lập hai bộ tư lệnh tiền phương. Bộ tư lệnh tiền phương cánh Bắc do các tướng lĩnh Trần Văn Trà, Mai Chí Thọ, Lê Đức Anh phụ trách các hướng Bắc, Tây Bắc và Đông của thành phố Sài Gòn. Bộ tư lệnh tiền phương cánh Nam do các tướng lĩnh Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng, Trần Hải Phụng phụ trách các hướng phía Nam, Tây Nam, các lực lượng biệt động, đồng thời lãnh đạo quần chúng nổi dậy ở nội thành Sài Gòn. Các chỉ huy cấp cao khác bao gồm Chu Huy Mân làm tư lệnh quân khu 5, Lê Minh làm chỉ huy chiến trường ở Huế, Trần Văn Quang là tư lệnh quân khu Trị Thiên, mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị do Trần Quý Hai làm tư lệnh. Quá nhọ là do Tết hai miền chênh lệch nhau gần một ngày mà thời điểm tổng tiến công cũng chỉ có thể nói qua ám hiệu, không thể giải thích cặn kẽ về vấn đề lệch giờ, nên có sự hiểu không thống nhất theo lịch cũ hay lịch mới, theo giờ miền Bắc hay giờ miền Nam trong các cấp chỉ huy chiến trường. Sự thiếu nhất quán này đã làm các cuộc tiến công ở địa bàn quân khu 5 nổ ra sớm hơn gần một ngày. Tính bất ngờ về thời gian của cuộc tấn công do vậy đã giảm đi vài phần. Đêm ngày 29 rạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968 dương lịch, đó chính là khoảng thời gian giao thừa Tết Mậu Thân theo lịch miền Nam. Hiệu lệnh mở màn là bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta.
Ngay dứt hiệu lệnh, đợt 1 của sự kiện Mậu Thân đã chính thức bắt đầu. Cuộc tổng tiến công nổi dậy đồng loạt nổ ra trên toàn miền Nam. Tất nhiên là một số địa bàn nổ súng sớm như quân khu 5 thì chiến sự đã đang rất ác liệt. Suốt từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, các lực lượng vũ trang quân giải phóng bất ngờ tiến công rộng khắp vào 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quân lị, phát động quân chúng nổi dậy, tiêu diệt bộ máy cơ sở của chính quyền Sài Gòn tại nhiều vùng nông thôn. Các lực lượng vũ trang ở khu 5 và Tây Nguyên tiến công bằng bộ binh và đặc công, pháo kích vào căn cứ của Mỹ ở các tỉnh lỵ, thị trấn, đánh dồn dập vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Việt Nam Cộng hòa ở Đà Nẵng, Hội An, sân bay Đà Nẵng, sân bay Non Nước, Nha Trang, Đắk Lắk, Pleiku, Quy Nhơn, v.v. Các trận pháo kích đã gây rất nhiều thiệt hại cho đối phương. Riêng trận pháo kích ở sân bay Đà Nẵng đã phá hủy 5 chiếc máy bay, làm hư hại nặng 25 chiếc khác. Đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết theo lịch miền Nam, tương ứng với đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968 dương lịch, quân giải phóng tiếp tục tiến công bằng bộ binh và đặc công, pháo kích vào căn cứ Mỹ ở các tỉnh, thành phố như là Quảng Trị, Huế, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Phong Định, Vĩnh Long, Cần Thơ, v.v. Đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết theo lịch miền Nam, tức là đêm 31 tháng 1 rạng sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968 dương lịch, các lực lượng vũ trang quân giải phóng tiếp tục đánh vào các tỉnh lỵ khác như là Kiến Hòa, Định Tường, Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Bình Dương, Tuy Hòa, Biên Hòa, Tuyên Đức, Châu Đốc, An Xuyên, v.v. Các trận đánh đôi công diễn ra giằng co vô cùng ác liệt như thế nào, mời các bạn tiếp tục đón xem trong tập sau. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.